Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Beta Thanh Long. Vâng, thưa các bạn, chắc hẳn những người nuôi Beta như là mình, như là các bạn mà sử dụng bo bo làm cái nguồn thức ăn cho cá Beta bột thì không thể nào tránh khỏi cái việc là chúng ta tự hợp pháp rước cái con ốc của anh phá thủy sinh, anh phá cây bèo vào hồ của chúng ta. Thì cái việc này là một cái việc mà rất là nghiêm trọng, tức là con ốc này nó sẽ sinh sôi trong cái hồ cá bột của chúng ta và nó ăn những cái bèo. Đây, những cái bèo này các bạn nhìn thấy không ạ? Làm cho những cái bèo này nó bị úa và nó chết đi. Nếu mà chúng ta không xử lý kịp thời thì dần dần nó sẽ ăn toàn bộ cái số bèo trên cái mặt nước của cái hồ cá chúng ta. Điều đó đồng nghĩa với việc bèo chết sẽ làm cho cái nguồn nước nó bị ô nhiễm và cá chết hàng loạt. Thì ngoài những cái phương pháp để mà tiêu diệt cái loại ốc này á, thì ngoài cái phương pháp là sử dụng hóa học, tức là sử dụng một số cái loại thuốc có bán trên cái thị trường để mà bỏ vào hồ và tiêu diệt nó, nhưng mà chúng ta sử dụng như vậy thì đồng nghĩa với việc nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cá. Thì hôm nay mình xin phép được chia sẻ đến các bạn một cái phương pháp dân gian và cái phương pháp này của mình để mà chúng ta có thể loại bỏ cái những con ốc gây hại này ra khỏi hồ. Đây ạ. Cái hồ này của mình trước đó là nó ăn nát bét luôn, ăn như này luôn nè các bạn nè. Đó, ăn sạch, tức là ăn khoảng 70% bèo là nó ăn chết hết luôn. Thì mình đã sử dụng phương pháp, các bạn tìm cho mình một số những cái lá như là lá mùng tơi, lá rau muống hay là một vạt lát cà chua. Đây, như cái này mình sử dụng cái lá rau muống. Đó, mình xin của mẹ một hai cái lá rau muống của mẹ mình mua về nấu canh đó. Đó, mình kiếm một hai lá xong rồi mình bóp nó ra, vỏ ra. Đó, vỏ ra như vậy. Xong rồi các bạn thả nó xuống hồ. Được chưa? Thả nó xuống hồ tại vì cái lá này nó không có chìm. Thì những cái lá này nó sẽ là cái nguồn thức ăn khiến cho những con ốc này nó bu lại cái lá này nó ăn. Thì cứ chúng ta chỉ việc mỗi một ngày chúng ta ra, chúng ta bắt nó và chúng ta tiêu diệt hoặc là vứt nó đi thôi. Đây là cái lá mình vừa mới để được khoảng 15 phút. Thì đã có một em ốc nhỏ, nó đã bu tới để mà nó ăn đây các bạn. Mình lấy lên cho các bạn sẽ ôi rớt mày. Đây là cái con ốc các bạn, nó nhỏ xíu vậy thôi nhưng mà nó ăn tan nát hết cả một cái số lượng bèo rất là lớn trong hồ của chúng ta. Không biết các bạn có nhìn rõ không? Để lên đây nhìn rõ. Đó, con này là con nhỏ nha, còn nhiều con nó bự hơn nữa nhiều. Để nét được chưa ta? Đó các bạn thấy không ạ? Còn nhiều con nó to hơn nhiều, con này là con nhỏ nhỏ thôi. Thì những con ốc này nó xâm nhập vào cái hồ cá của chúng ta bằng cái đường nào các bạn biết không ạ? Bằng cái đường bo bo đó. Thì cái việc bo bo, chúng ta nuôi cá bột mà, bo bo thì chúng ta phải cho nó ăn, thì bắt buộc chúng ta phải đối mặt với cái hiện tượng là cá rô là một nè, và những cái con ốc gây hại này là hai. Đây, cái hồ bên này các bạn nhìn thấy nó ăn tan nát cái hồ của mình luôn nè. Đó, ăn sạch bèo mà đó là mình vớt ra trước. Cái hồ này là bèo tấm dày đặc luôn mà nó ăn, và đây bạn, nó ăn nó cắn nát bèo, chết ngắt hết bèo luôn. Đây, để mình lấy cái cây bèo hiện tượng mà nhìn kỹ đó. Một là bèo tấm thì nó sẽ bị phai màu và nó chết hàng loạt như này, còn mà cái bèo to á, bèo mà đây nè các bạn nhìn, nó ăn đó, nó ăn những cây bèo này nó sẽ bị từ từ nó ăn hết lá xong rồi chết thôi. Mà nó chết để trong nước thì nó sẽ khiến cho cái nguồn nước của chúng ta ô nhiễm. Cho nên đây là một cái phương pháp mà mình chia sẻ đến các bạn. Thì trên trang mạng có một số phương pháp người ta chia sẻ là sử dụng một cái bình nước suối á, xong rồi bỏ rau hoặc là cà chua vào đó rồi để cái bình nó xuống. Nhưng mà mình để cái bình như vậy thì những con cá bột này nó sẽ bơi vào cái bình đó, đồng nghĩa với việc nó có thể chết trong đó. Thì cái này mình nghiên cứu và mình tự tìm tòi ra. Thì các bạn cứ việc để một vài cái lá, cái lá như mình nói đó, lá rau, nhưng mà các bạn bóp dập ra, cái bọn ốc này nó thính mùi lắm là nó sẽ tới thôi. Đó, bóp dập ra vậy nè, thấy không, vừa tạo chuồng cỏ cho cá bột luôn mà vừa khiến cho mấy con ốc này nó tới. Đó, nó kéo tới nè. Thì ví dụ như các bạn để thì cứ việc để là 2-3 tiếng mình ra mình thăm nhìn kỹ trên cái lá này, thấy con nào mình vớt ra con đó thôi. Trong vòng khoảng thời gian một vài tuần thì cái số lượng ốc này các bạn sẽ tiêu diệt hết trên cái hồ của mình thôi. Đó, vậy thôi.
Đây là một cái phương pháp mà rất là cái hiệu nghiệm mà không có ảnh hưởng đến cá, như là chúng ta sử dụng một số hóa chất. Thì mình chia sẻ với các bạn. Đây là bầy cá bột của mình nuôi được cỡ 1 tháng tuổi các bạn thấy không? Ok không ạ? Tháng tuổi đó. Ok không các bạn? Nhưng mà có điều nó không được đồng đều đúng không? Con thì to, con thì bé. Nó không có đều nhau. Hiện tại thì 5 cái hồ cá bột của mình đa số hồ nào cũng bị cái bọn ốc này nó phá hết, cho nên mình đã rất là băn khoăn về cái sự việc này. Không biết phải làm sao thì lên mạng tìm kiếm thì được một số người ta chia sẻ là sử dụng hóa chất, thuốc nhỏ vào cho ốc này nó chết. Nhưng mà mình không thể nào sử dụng hóa chất được, tại vì sử dụng hóa chất thì đồng nghĩa với việc gây hại cho cá của mình. Cho nên đây là một cái phương pháp dân gian vừa hay, vừa không đỡ tốn tiền mà vừa hiệu nghiệm. Bạn cứ làm theo mình đi, đảm bảo là ok. Thấy không? Quăng cái lá vô như vậy, vừa tạo chuồng cỏ cho cái bột ăn, vừa mỗi ngày ra thăm rồi tiêu diệt mấy con ốc này. Các bạn cứ để ý ở cái thành hồ, cái mép hồ này nè đó, thường thường là nó hay bám vô đó rồi nó ăn tan nát bèo của mình luôn. Để mình cho các bạn xem cái hồ cá bột bên kia của mình, nó ăn mà hả, muốn khóc với nó luôn đó các bạn. Đó là mình vớt ra biết bao nhiêu rồi đó. Đây, cái này là vớt ra biết bao nhiêu rồi, các bạn nhìn xem nè. Đó, nó ăn mà cứ bèo cứ trắng vậy là chết. Mà mình nuôi ở đây là có ánh nắng, đâu phải là không có ánh nắng đâu mà sao bèo chết. Lúc đầu mình cũng không hiểu nguyên nhân. Mà sau rồi từ từ mình mới tìm thấy mấy con ốc này. Cái lúc mà nó mới vào hồ, nó xâm nhập bằng đường bo là nó là cái con mà nó cong cong mà đen đó các bạn, nó tự bơi được trong nước rồi từ từ nó biến thành ốc, hoặc là nó nhỏ mình không nhìn thấy. Đó, rồi nó xâm nhập vào rồi nó ăn tàn phá hại luôn các bạn. Ăn tan nát hết và bèo này chết trong hồ, ảnh hưởng tới cái nguồn nước nó sẽ bị ô nhiễm, đồng nghĩa với việc cá của chúng ta sẽ không khỏe mạnh và không có lớn mạnh được. Đây là các bạn coi đây nè, đó bèo nó cứ cắn vậy đó. Đây là cái phương pháp mình chia sẻ đến các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình và đón xem những video mới nhất. Nếu có phương pháp nào hay hơn thì các bạn comment ở phía dưới để chúng ta cùng thực hiện và anh em chúng ta cùng góp ý giúp đỡ cho nhau. Đây là hồ được 2 tuần tuổi của mình đó. Còn bên đây là 3 tuần tuổi. À đâu, cả tháng tuổi rồi đó. Còn bên đây là mẻ đầu tay của mình nè các bạn. Bốn con này là đầu tay của mình, lứa đầu tay cũng lên màu rồi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau nha. Và hãy cùng áp dụng theo, và chúng ta sẽ đây để như thế này, chúng ta sẽ tiêu diệt sạch những cái con ốc gây hại trong cái hồ cá beta cũng như là những cái hồ cá thủy sinh. Những cái hồ cá thủy sinh mà những anh em chơi thủy sinh nó cũng có con ốc này nha các bạn. Họ thường thường sử dụng như là một là những cái con cá da beo á. Cái da beo rồi thả cái con cá đó vô thì nó tìm nó ăn những con ốc này. Hoặc là sử dụng một số cái con ốc khác để nó ăn những con ốc này. Nhưng mà chỗ mình không có cái chỗ bán những cái con ốc đó. Với cả hả, con cá da beo thả vào thì mình không biết điều rằng nó có ăn luôn cá bột của mình hay không. Cho nên đây là cái phương pháp dân gian nhất. Vừa chúng ta làm mồi dụ cho cá, dụ cho ốc nó tới nó ăn. Nó ăn xong rồi nó đây là nó ăn nát cái bèo của mình luôn các bạn. Nhìn mà rầu thịt đó chứ. Cứ sáng ra thăm hồ cá mà nhìn cái đống bèo mà muốn tìm nó mà cứ không thấy, nó núp ở dưới cái lá đó các bạn. Cho nên phải sử dụng như này, chúng ta nhử nó đó. Mồi nhử dụ cho nó tới. Bọn này nó tham ăn lắm, bọn ốc này nó tham ăn lắm. Nó tới là nó thấy những cái rau muống nè, mùng tơi nè. Đây là thường thường nó ở trong cái mép hồ vậy nè các bạn. Đen nó bám theo mép hồ. Rau muống, mùng tơi, rồi rau khoai lang. Đó, các bạn cứ làm như mình. Bóp nhuyễn nhuyễn ra vậy nè, xong rồi để tại cái lá rau nữa nổi, đừng có sử dụng cuốn nha, cuốn là nó sẽ chìm. Sử dụng cái lá này, bóp nó nát ra đó, để vậy thì nó sẽ tới nó ăn. Rồi chúng ta chỉ việc hàng ngày ra tìm chúng nó và lụm nó lên, vứt ra khỏi hồ. Vậy là chúng ta có thể giữ gìn được cái hồ cá bột của mình một cách trọn vẹn và không sợ ảnh hưởng đến những con cá bột của chúng ta khi chúng ta sử dụng hóa chất gây hại. Đây cũng là một cái hồ của mình, ngày xưa bèo tắm tràn ngập cái hồ luôn mà nó ăn tan nát cháy bình bát luôn các bạn. Mình phải vớt sạch, giờ mình mới thả cái bèo to này vào. Tại vì các bạn biết sao không, nuôi bèo á, một là các bạn nuôi một là bèo tắm không, còn bèo to là nuôi bèo to không. Chứ vừa bèo to vừa bèo tắm thì bèo to nó sẽ ăn hết cái chất dinh dưỡng của bèo tắm, nó không phát triển được. Tại vì nó ăn bọn ốc này nó phá hết.
cái bèo tắm của mình rồi, bắt buộc mình phải sử dụng cái bèo to này. Đó, bọn này cũng khoảng 3-4 tuần tuổi của mình nữa các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau tại Beta Thanh Long.